Các bé ơi, các bé có nhớ bạn gấu Pooh nghịch ngợm rất thích mật ong trong bộ phim hoạt hình Winnie the Pooh không? Hôm nay, chị sẽ hướng dẫn các bé vẽ người bạn đáng yêu này nhé. Đầu tiên, các bé vẽ một hình chữ nhật to ở giữa trang giấy. Từ hình chữ nhật đó, các bé vẽ những đường thẳng đứng và nằm ngang như hình. Bây giờ, các bé vẽ một đường cong để định hình phần đầu cho bạn gấu Pooh. Bên dưới phần đầu, các bé vẽ hai đường cong mềm mại cho chiếc cổ áo. Tiếp đến là vẽ tay áo nhé. Từ tay áo, các bé vẽ cánh tay cho bạn Pooh bằng những đường cong nhỏ như hình. Sau đó, các bé vẽ cánh tay áo thứ hai và hoàn chỉnh chiếc áo bằng một nét cong. Các bé nhớ vẽ cho bạn ấy một cái bụng tròn tròn đáng yêu nhé. Sau đó, các bé vẽ nốt cánh tay còn lại cho bạn ấy nha. Trên đỉnh đầu, các bé vẽ thêm hai cái tai nho nhỏ của bạn Pooh nhé. Thêm hai chấm nhỏ như hạt đậu cho đôi mắt nữa nè. Bây giờ, các bé vẽ những nét cong cho cái mũi và cái miệng đang cười của bạn ấy. Thêm hai nét nhỏ cho cặp lông mày. Kế đến, các bé cùng chị vẽ chân cho bạn Pooh nhé. Đầu tiên là vẽ chân bên trái bằng những nét cong cong. Các bé cũng vẽ tương tự cho chân còn lại nha. Xong phần tạo hình, các bé nhớ dùng gôm bôi đi những nét thừa và dùng bút chì tô lại những nét chính nha. Màu cam để tô cho màu lông của bạn Pooh nhé. Màu đỏ dùng để tô cho chiếc áo. Thêm một chút màu đen để tô cho mắt, mũi và lông mày của bạn ấy nữa. Màu hồng tươi cho cái miệng đáng cười. Cuối cùng, các bé dùng màu nâu để viên xung quanh bạn gấu Pooh nha. Đã xong bạn gấu Pooh rồi nè các bé. Trông bạn ấy cứ y như là trong phim hoạt hình bước ra phải không nào? Mau mau đem đi khoe với bạn bè thôi. Chúc các bé vẽ đẹp nha. Bye bye.